Trong cuộc sống bận rộn hiện nay, có nhiều bậc cha mẹ vì quá bận bịu công việc, không có đủ thời gian để quan tâm đến con cái. Nhưng cũng có nhiều phụ huynh, dù có điều kiện chăm sóc con tốt hơn, lại vô tâm và lơ là. Những điều này đã tạo nên một áp lực tâm lý mang tính tiêu cực cho trẻ em trong gia đình, dẫn đến sự rối loạn trong suy nghĩ, tình cảm và nhân cách của các em. Có lẽ các bậc cha mẹ sẽ suy nghĩ lại về cái cách chăm sóc quan tâm con cái của mình khi xem tiểu phẩm Nỗi lòng của bé trong tiết mục Kính đa tròng kỳ này. Hôm qua có hứa hả? Có chứ. Ủa, sao, hứa nào sao mình nhớ ta. Được rồi. Để, ủa mẹ đâu? Mẹ đâu? Mẹ trong bếp. Em à. Cái gì? Rảnh không? Chở nó đi chơi mày coi. Rảnh gì? Tôi chuẩn bị tôi đi công chuyện của tôi mà rảnh gì? Công chuyện gì trời ơi, anh kẹt đi hẹn với đối tác em ở không thì tự nhiên đi công chuyện gì chở nó đi chơi đi. Cuối tuần rồi. Ai hứa với con hả? Ba. Không hứa thì chở đi, đối tác thì cuối tuần. Chứ phải bước chân ra ngoài đường là đi gặp mấy con bồ nhí không hả? Được để tôi biết được chưa? Nói bậy bạ giờ không nói nhiều, tôi đếm tới 3 tiếng hỏi bà có chở nó đi không? Đến đi. 1 3 không chở. Bà gan phải không? Bà đi chết đi. Nói đây, cái gì? Tôi là vợ không á, mà biết là tôi đi chết nè. Mày nghe ba nói chưa? Nói là tao đi chết không? Được rồi, tôi đi. Mà tôi đi đánh bà. Bà đứng lại chưa? Ủa giờ con sao? Nè hả? Qua nhà tôi chơi đi. Alo. Rồi xong. Hết cả điện thoại luôn. Nhà đó giàu lắm đó chị hai. Nứt đố đổ vách luôn đó. Ba má mới đi đó. Có thằng trai duy nhất à. Đơn chiếc lắm. Vậy là kèo thơm phải không? Không có thơm mà là quá thơm luôn á. Nhưng mà nè, có điều tra rõ ràng cẩn thận chưa đó? Đừng có để chuyện gì xảy ra là đổ nợ đó. Chị hai làm như là em ngu lắm không bằng vậy đó. Vậy chứ mày khôn hồi nào. Lúc đột xuất. Ra tới. Bây giờ em chứng minh cho chị thấy là em khôn nè. Ra nè. Ủa? Ở đây đâu mà sao dơ dữ vậy? Ở đây là nhà tù. Nhà tù là gì vậy chú? Nhà tù là một cái nơi để mà nhốt người khác, hiểu chưa? Chú tuyên bố hùng hồn cho con biết, con đang bị bắt cóc. Bắt cóc là gì vậy chú? Bắt cóc á là coi như là bắt con xong rồi cóc đầu ba con lấy tiền chuộc, con hiểu chưa? Thôi, tao tuyên bố hùng hồn cho mày biết, hồi nãy nói hơi bị nhiều rồi đó. Nè, gọi điện thoại cho ông bà già nó đi. Ủa? Ông bà già của con là ai chứ con đâu có ông bà già gì đâu. Trời đất ơi, tao nói đây là ông bà già là ba má của con đó. Gọi điện thoại cho ba nó liền đi. Ừ, để em gọi. Nhưng mà chú đừng có gọi cho ba con lúc này. Ủa sao kỳ vậy? Ba con chửi chú á. Ủa sao kỳ vậy? Sao ba con chửi? Tại vì á, ba con ở đây đang ở bên Bồ Nhí. Bên Bồ Nhí hả? Ê, nói nghe nè. Ủa? Sao con biết ba con đang ở bên Bồ Nhí hay vậy? Sao con biết? Tại mỗi lần ba con ra khỏi nhà á, biết ca má con nói gì với ba con không? Nói gì? Má con nói gì? Con đi dạy bên Bồ Nhí đúng không? Trời ơi, tao nói vậy là có Bồ Nhí thiệt rồi ha. Giờ này con mới hiểu tại sao ba con có Bồ Nhí. Lý do hoàn toàn chính đáng, con ủng hộ ba con. Ừ. Gọi điện thoại cho ba đi. Gọi liền nha. À. Chị ơi, có chuông đổ rồi. Nghe điện thoại. Alo, ba hả ba? Cái gì vậy? Ba... Quên. Có phải ba của bé Bo, ông Lê Văn Phê không vậy? Giám đốc đó đúng không? Đúng rồi. Tôi nè, có chuyện gì không? Mà xin lỗi, lát gọi lại đi nha. Bây giờ đang kẹt, đang bận nha. Có hộp đột xuất. Tôi báo cho ông biết, con của ông đang nằm trong tay của chúng tôi. Vậy hả? Vậy thôi giữ nó giùm tôi nha. Rồi có gì chiều nay má nó đánh bài xong rảnh về rước nó nha. Vậy đi. Tôi đang bận hộp. Ông đừng có xạo nha. Họp hành gì ồn ào như cái chợ vậy? Ông đang nhậu với gái lúa thì có. Đúng rồi, biết vậy tốt. Tối nha. Thôi rồi, vậy xong rồi. Trời ơi, khổ ghê. Thằng lính nào không biết nữa, nó gọi điện nó xin việc làm mà cái công ty đâu còn chỗ nó đâu làm. Xin việc làm, xin giờ người ta đang họp hành mà. Vô.
Alo, ông nói đi. Ông nói cái gì mà cái ngồi mày nói nhảm hoài vậy? Đừng có làm phiền tôi nha. Thấy chưa, con nói mà mấy cô chú không chịu tin gì hết đó. Gọi cho má nó. Ê, đừng có gọi cho má con nha. Tại sao vậy hả? Bởi vì má con đang quýnh bài á, ở bên nhà dì Sáu á. Đang á, cái lúc gây cấn á mà gọi điện thoại là má con chửi á. Đúng rồi đó chị, em từng bánh trái sắt em biết mà chị. Trời đất ơi, bị đứt chến nè, bị đôi giật nè, bị khui hụt nè, bị tấy hui nè. Trời ơi, dễ quê lắm, dễ quạo á. Đụng tới là chửi, đụng tới là chửi nát mặt mình ra luôn á chị. Ê, nói nghe nè, tao đang quạo nè, tao đang dễ quê nè, mà cái tên tao chửi nát mặt mày không? Mời điện thoại cho má đó. Dạ. Alo, má hả má? Cái gì vậy? Quên, có phải là má của thằng Bo không? Cái gì? Ê mày, bộ mày hết chuyện hả mày? Mày hết chuyện mày gọi tao giờ này, giờ tao đang đánh bài. Thua nãy giờ sặc máu nè. Gọi lèo 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 nghe cái gì? Nói đi, nói gì nói lại lên đi. Sao? Em ăn cướp. Mày là ăn cướp hả? Mày cướp tao hả? Tao có gì mày cướp hả? Mày cướp tao nè. Giỡn mặt với tao hả mày? Mày băng đảng nào, nhớ nào, xã hội đen nào, nói đi. Chiều nay tao rạch mặt mày, tụi bây giờ tao đi đánh bài, hiểu chưa? Đưa đây. Có mỗi cuộc điện thoại nó không xong nữa. Alo, trân trọng báo cho chị biết, con chị bị bắt cóc. Cái gì? Mày bắt cóc con tao hả? À, té ra tụi bây là lũ bắt cóc hả? Nè, tao cho tụi bây biết chưa, tụi bây bắt cóc con tao rồi, tụi bây phải có trách nhiệm chăm sóc lo lắng cho nó nghe chưa? Chiều nay là tao đánh bài về nhé, mà con tao hay nó thiếu cộng đồng nào hả? Tao mần thịt tụi bay, cướp mày! Trời ơi, mới nói có một câu, bà chửi cho bại não à. Em nghe nãy giờ muốn nhuỡn não luôn á. Vậy là nhẹ rồi đó. Còn nếu như mà má con thua sạch túi là chửi cho hai cô chú nghe đã đời luôn á. Trời ơi, vậy là chưa đủ nữa đó hả? Chưa đâu, lỗ tai luôn á. Trời ơi, sao cha mẹ vậy kỳ cục vậy trời. Không quan tâm tới con cái chút xíu nào hết. Bỏ con cái bị bắt cóc như vậy đó mà không quan tâm. Người thì lo gái gú, người thì lo cờ bạc. Nói thiệt á, rồi con xảy ra chuyện gì, rồi lớn lên nó thành ăn cướp rồi sao không biết nữa à. Em xin lỗi chị, em lỡ mồm lông móng á chị. Thiệt ra mày nói đúng á. Hồi xưa ba má chị vậy, cho nên giờ chị mới ra vậy nè. Có coi chú không biết đâu. Đại ca, mình đang đi bắt cóc á, chứ không phải hát tuồng lá sầu riêng đâu chị. Ha. Nói gì thì nói, nếu như mà ba má con không bỏ tiền chuộc là con suốt đời bị bắt cóc, bị nhốt tại cái kho hàng này. Mấy giờ cô? Gần 3 giờ rồi. Cô chú làm gì làm á, chứ phải là khoảng 3 giờ mấy, 4 giờ là phải đưa con về để có học thanh nhạc với thầy nữa. Trời ơi, bắt cóc mà nói chuyện gì vẫn chơi vậy, cho về học thanh nhạc xong chiều qua bắt cóc tiếp hả? Trời ơi, chắc chết quá. Thôi, con đi điện thanh đây. Shimu, Mia. Nít, đừng có la giùm đâu. Mày la qua tới hốt sao mày? Cái thằng kinh bán mấy nên này, tự nhiên ông không mà bắt cóc mà mày la, nó sợ mày điên hả? Chị mới điên đó, chị điên nặng hơn nó đó. Chị la hồi hốt trọn gói bây giờ nè chị à. Đó, ha, bây giờ phải ở đây chờ khi nào có tiền chuộc thì mới về. Thôi bây giờ con đi ngủ. Bố ngủ. Mình không sợ kiếp, ngủ thì ngủ đi. Ngủ đi. Thôi. Nhưng mà phải có người luôn con ngủ. Nè ông nội tao hả mày? Tao ngủ tao có ai luôn tao ngủ đâu. Mà mày bị bắt cóc mà phải ru mày ngủ làm sao vậy mày? Đúng rồi, bắt cóc nghe mày, chứ không phải là đi chơi vui vẻ nghe mày. Ru ngủ hả mày? Nằm mơ đi. Ngủ đi. Đấy giờ cho trò chơi mà. Hả? Bé bé bông bông, hai má hồng hồng. Mẹ đi sơ tan bé em đi cùng. Sáng number one. Con sáng luôn chung tình chẳng được ai chỉ lệ. Trời ơi, quá mệt. Không đúng lệ. Trời ơi, cô hổ con
bài hả? Tôi thuộc. Hát liền. Đi chơi về là đi chơi về. Em vào nhà em chào cha mẹ. Cha mẹ khen về khuya thế con. Mẹ âu yếm, ông ơi lấy rồi. Nhà em có con gà trong, mẹ con và cúng con. Gà trong gà mẹ còn hai vườn bắt chuột. Cúng con trong lâm gác nhà. Về đi chứ. Đường em đi là đường bên phải, đường ngược lại là đường bên trái. Đường bên trái là em không có đi, đường bên phải là đường chúng em đi. Con, tao giết mày chết bây giờ đó, tao giết mày chết đó, đủ rồi nha mày. Mày hành xác tao. Trời ơi, bây giờ con nói mà. Thôi đợi chết con ra. Đánh. Ông nói chậm từ từ, ông nói. Trời ơi, chị, trời ơi, khổ quá trời, nó nói bụng giờ sao. Bắt ông nói về với ông nội mình nhỉ. Nó bắt nó hát ru mà đời hỡi giờ, chứ bao giờ từng hát ru. Chị, bởi thế chưa. Trời, bắt cóc thì chi. Theo em, nên thả nó ra cho chị. Mình bắt cóc nó mà mình nằm kèo dưới đó chị. Trời ơi, cái này tao gọi là gậy ông đập lưng ông đó chị ơi. Tao lấy gậy tao đập vô trong đầu mày bây giờ. Cái này lỗi ở ai? Bắt cóc mà không điều nghiên tình hình gì hết trơn. Mai mốt bắt cóc nhớ nghiên cứu kỹ tâm lý nhân vật nghe. Dạ, nghe. Người ta nói á, đi ngày đàn tốn 100.000 tiền xăng đó chị. Ủa quên, đi ngày đàn học một sàn khôn chị ơi. Trời ơi, bánh mì bánh bao với sữa. Trời ơi. Tình hình kiểu này chắc ba má con không bao giờ bỏ tiền chuộc con về đâu. Cái gì vậy? Cảm ơn cô chú nha. Tại sao cảm ơn cô? Bởi vì á, con thấy ở bên cô chú á, con thấy con vui hơn á. Bữa nào á, cô bắt cóc về đây chơi nữa nha cô. Con đó con hiểu không? Không muốn về đâu. Chưa muốn về ở đây làm gì? Con ở đây để cô chú bắt cóc con. Trời ơi, chú lại con. Cô cũng lại. Chú lại con. Cô lại con. Con ơi, cái kèo bắt cóc này không có thơm con ơi. Thơm chứ. Con thơm cho. Thôi con về đi nha con nha. Con về nha, về mạnh giỏi nha. Đất dạ. Con phía trước đất đi về đi nha. Dạ, về cẩn thận nha. Về nha con. Dạ. Ôi, bắt cóc nó nữa là chết. Trời ơi, con muốn xin số điện thoại của cô chú mà. Từ bữa nào con buồn á, con gọi điện thoại cho cô chú đến bắt cóc con được chứ?